Chào tất cả mọi người, mình là Quân đây, tư vấn bán hàng của Volkswagen tại Việt Nam. Thì hôm nay, Quân có mặt tại sự kiện ra mắt xe dòng xe T1 mới, đó là Elegant và bản nâng cấp của dòng T1 Luxury S 2021. Hiện tại Quân đang có mặt ở ngay sự kiện luôn. Đây là bản Elegant đây mọi người. Và cái bên đây là bản Luxury S. Thì Quân làm cái clip này sẵn ở sự kiện luôn á. Thì Quân sẽ phân biệt giữa hai bản Luxury S và Elegant nó có khác biệt gì, mà cái giá nó cũng có khác biệt luôn. Thì đầu tiên á, Quân sẽ vào tư vấn chiếc Luxury S này trước nha. Và khoan nãy hát thì nó gần như là giống như chiếc Luxury S bản trước, nhưng mà nó có thêm cái núm ở đây nè. Anh chị có thể thấy cái núm ở đây không? Đó, cái núm đó là nó là HUD, nó sẽ thể hiện là tốc độ nè, và cái cruise control mình ở trên cái một cái kính lái nhỏ ở đây đó. Đó, cái kính lái nhỏ ở đây thì nó sẽ hiển thị tốc độ ở đây và cruise control trên đó luôn đó. Anh chị có thể là tùy chỉnh lên xuống cho vừa cái con vừa mắt của mình bằng cái cách là mình xoay cái núm như đây. Mình có thể là chỉnh lên xuống để mình có thể là tiện dễ dàng quan sát nhất có thể trong cái tầm lái của mình. Mỗi người sẽ có những cái chiều cao khác nhau nên cần những cái chiều cao khác. Tiếp theo nữa đó là một điểm khác biệt, đó chính là dàn lo. Đây, lo mình được nâng cấp lên là lo Dinaudio, một thương hiệu lo của Đan Mạch. Lo là rất nổi tiếng nha mọi người. Lo này thì được trang bị trên độc quyền trên Bugatti và Volkswagen. Tổng cộng ở trên xe mình sẽ là 9 lo và 1 súp. Đây, mọi người có thể vào sâu ở trong phần màn hình giải trí để xem cái hoạt động cái lo của mình. Mình có thể là tùy chỉnh những cái vùng lo theo cái cá nhân của mình. Đó, nhìn nó khác với cái bản 2020, khá là khác nha. Tiếp theo nữa là mọi người có thể là vào cái Dinaudio để mọi người tùy chỉnh. Cái nhạc của cái loa này nghe rất là hay luôn nha. Nó nghe bảo là có loa vờm nữa, để xong mình sẽ test thử cái loa này luôn. Để mình chỉnh rất nhiều thứ để chỉnh, để cho mình có một cái bản nhạc hoàn hảo nhất, một bài hát hoàn hảo nhất. Có nhiều lúc mình đi xe để nghe bài nhạc thôi. Đây, còn những cái phần, những cái phím điều khiển, cần số, những chức năng thì gần như là giống bản S2020. Camera 360 độ đây, rồi camera lùi đầy đủ cho mình hết, không thiếu gì cả. Camera lùi thì mình xem được đến 3 góc độ. Đây, mọi người quan sát lại một lần nữa nha. Cái ưng nhất của bạn này chắc thấy có cái húp á, nhìn nó lạ lạ chứ hay. Tiếp theo nữa là cái da ghế. Da ghế thì có một số bạn thì có những cái màu da ghế độc, nên nếu anh chị mà muốn sở hữu những màu da ghế độc như thế này thì anh chị nên liên hệ đầu tiên. Bởi vì những cái số lượng của cái những cái da màu ghế này nó rất là ít, nên sẽ dành cho những khách hàng đầu tiên đặt trước ưu tiên. Và ghế này vẫn là chỉnh điện. Đây, da ghế ở hàng phía sau và lo Dinaudio toàn xe. À, cái bản này thì ghế vẫn là chỉnh điện và 3 vị trí nhớ ghế cho mình là bản Luxury S. À, nó thêm một cái nâng cấp so với bản trước nữa là cái đá cốp. Bình thường là mình đá mở cốp và đóng cốp tự động, nhưng bây giờ mình đá vẫn mở cốp nha. Đó, mình đá mở cốp. Nhưng mà thêm một cái tính năng nữa là đá đóng cốp. Đây, để mình lại mình đá đóng cốp cho mọi người xem. Đó, cốp sẽ tự động đóng lại. Nói chung là nó sẽ nâng những cái chức năng là thêm giống như là tiện lợi cho mình. Em làm lại lần nữa, đá mở cốp.
và sau đó là đá động cơ. Đây, chỉ cần để nhẹ vào thôi, xe mình rất là nhảy. Nhưng mà trong trường hợp là mình phải mang chìa khóa trong người nha, chứ không phải là ai cũng đá mở cốp được đâu. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta qua xem cái bảng Elegant này nó có cái gì mà nó giá nó mềm hơn. Thứ nhất là cái kẹt trước của bảng Luxury S nè, còn đây là kẹt trước của bảng Elegant nè, nó vuốt hẳn xuống đây, anh chị thấy nó vuốt hẳn xuống không? Còn bảng S á thì nó sẽ được vuốt nhẹ vào trong để cho mình di chuyển nó dễ dàng hơn, đi up road nó dễ dàng hơn. Còn bảng Elegant thì nó là bảng tiêu chuẩn thì nó sẽ không được nâng cấp cái cản trước như bản S. Đó là điều khác biệt về ngoại hắc đầu tiên. Còn xe thì gần như là giống nhau, bên trong nội hắc là mới có sự khác biệt lớn đây. Nên anh chị có thể thấy là cái chỗ này không còn cái núm để hiển thị cái HUD nữa, bởi vì bản này sẽ không có HUD nè, là thứ nhất. Đây là một khoảng trống, và ở trong trong đây không có một cái học để hiển thị HUD. Lo của mình là lo hường, lo cơ bản của Volkswagen. Đó, mọi người có thể xem đây, lo cơ bản của Volkswagen là 8 lo toàn thân xe. Bản này vẫn là được trang bị đồng hồ digital cho mình. Còn về phần âm thanh này, đó thì mình không có Dean Audio trong đây, nên mình vẫn là chỉnh như những phiên bản trước đây thôi, những phiên bản trước đây của Volkswagen, của T1. Rồi tiếp theo nữa là phần da, phần ghế. Ghế của bản Elegant là trang bị là ghế nhung, vải nhung. Còn những cái chức năng thì gần như giống nhau hết, không có khác biệt gì hết. À, trên bản Elegant thì không có trang bị camera 360 độ, nó là camera lùi và xem được 3 góc độ. Còn phần chỉnh ghế của mình á thì ở bản Elegant là chỉnh cơ, mình chỉnh cơ. Mình vẫn có bơm lưng ở đây nha, mình bơm lưng và chỉnh cơ. Tuy nhiên nó có một lại có một cái điểm hay á, là chính là cái nó được trang bị cái massage nhẹ ở lưng cho mình. Tuy là chỉnh cơ nhưng có massage. Đó. Hàng ghế thứ hai nó cũng là trang bị là nhung. Nhung thì ngồi cũng khá là ấm đó. Bữa giờ mình thấy thành phố với Hà Nội cũng khá là lạnh, nếu mình ngồi cái nhung này cũng ấm ấm người lắm. Tiếp theo nữa là phần cốp thì y chang bản Luxury S luôn, nó cũng được trang bị là đá mở cốp đây. Và đá đóng cốp, khoang hành lý rộng không mọi người? Đó, rất là rộng, nếu mình gặp hàng ghế thứ ba là rất là rộng luôn. Đó, mình đá đóng cốp và đá mở cốp. Bây giờ Quân sẽ tóm tắt lại cái phần review. Đó chính là Quân sẽ chỉ ra những cái điểm chính về sự khác nhau giữa bản Elegant và bản Luxury S nha. Thì đầu tiên á là cái cản trước là sự khác biệt duy nhất về ngoại hắc của xe là cản trước. Rồi cái tiếp theo của mình đó chính là bên trong phần nội hắc là những sự khác biệt lớn nhất. Thì phần nội thất là cái thứ hai, chính là cái HUD hiển thị thì chỉ được trang bị trên bản Luxury S và bản Elegant không có. Cái thứ ba chính là loa Dean Audio được trang bị trên bản Luxury S, còn bản Elegant là loa của Volkswagen. Còn cái thứ tư đó chính là camera 360 độ. Cái thứ năm đó chính là phần ghế, là ghế chỉnh điện của bản Luxury S, còn bản Elegant thì ghế chỉnh cơ.
Và phần thứ sáu chính là cái phần da. Thì trên bản Luxury S thì được trang bị là da, còn bản Elegant là trang bị là nhung. Đó. Và cái khác biệt cuối cùng chính là về giá, và được xem là khác biệt lớn nhất và mọi người quan tâm nhất, đó chính là giá của bản Elegant là 1 tỷ 699 triệu, còn bản Luxury S là 1 tỷ 899 triệu. Mọi người cần báo giá lăn bánh của từng bản thì mọi người cứ liên hệ mình, báo giá lăn bánh trên bất kỳ tỉnh nào luôn, rồi Quân sẽ tư vấn về xe, báo giá và tư vấn về màu xe đầy đủ màu cho mọi người luôn. Và mọi người cứ liên hệ cho Quân số điện thoại ở đây, Quân sẽ tư vấn tận tình cho mọi người và cho mọi người những cái mức giá lăn bánh và khuyến mãi hay là những cái chương trình hỗ trợ của Quân đặc biệt cho mọi người nhé. Rồi xin chào mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều.